Tiểu sử Sajado Panyavansa. Ngài Sajado Panyavansa hiện tại 54 tuổi và 24 hạ lạp. Ngài trụ trì chùa Varanasi, Yangon, Myanmar. Học vị: Ngài thi đậu bằng Dhammacharya, bằng pháp sư, tương đương bằng đại học. Ngài thi đậu bằng Vinaya Vidu, bậc rành rọi giới luật. Sajado Panyavansa là đệ tử ngài trưởng lão Pao. Sajado Panyavansa đã có 24 năm tu học và hành trì tại các thiền viện Pao tại Myanmar. Sajado Panyavansa có nhiều năm kinh nghiệm tu tập theo cách dạy ngài Pao. Ngài đã từng dành nhiều năm liên tục tu tập pháp hành một cách miên mật. Duyên lành tròn đủ, chúng con được học pháp cùng ngài. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.